Hello, xin chào tất cả các bác nha. Đây là bộ Sennheiser G3 full box ha các bác. Mới 100% luôn nha. Đem về được chỉ một bộ duy nhất thôi. G3 100 G3 đầu 835 mới full box ha. Đây là mặt trước của hộp này các bác. Hộp này có cả đây, cái tem chống hàng giả của Sennheiser đây các bác ha. Đây, Sennheiser ha. EW135G3 135G3 thì có nghĩa là receiver là AM100G3 đây các bạn. Tai mic là SKM100G3 đầu 835 đây. Đó. Và bộ này thì được design ở Germany và được sản xuất ở Mỹ ha. Đấy, hộp này ha. Là phía sau của hộp đây. Và đây bên hông. Rồi. Thì bên trong hộp là như thế này ha các bác. Bên trong hộp đây ha. Đây là đầu thu đây ha. Tai mic này. Tất cả phụ kiện riêng của nó đi kèm như thế này ha các bác. Nhưng mà lưu ý là cái chống lăn này không phải là phụ kiện riêng của đây ha. Chống lăn và cái jack sau ly. Cái jack sau ly em để trong này nè. Thì đây là em chỉ tặng kèm cho các bác thôi chứ hộp riêng là không có chống lăn này và không có jack sau ly ha. Rồi để coi phụ kiện sẽ bao gồm những gì này, trong này sẽ có những gì ha. Nhất là đầu thu này, tai mic ha. Đây là bộ hai cái kẹp bên hông của cái đầu thu đây, hai kẹp bên hông đó ha. Rồi, anten này các bác ha. Cái này là những cái chân cắm của adapter. Vì nó sản xuất cho nhiều quốc gia nên là nó có nhiều cái chuẩn chân cắm khác nhau. Đây cũng là một loại chân cắm này, ba chân này, cái này xài cho nước nào không biết. Cái này là xài cho Việt Nam này. Pin ha. Kẹp mic Sennheiser ha. Này là adapter trong này ha. Rồi cuối cùng là đầu thu. Ê các bạn ha, đầu thu 100G3 ha. Đây, 100G3 và được sản xuất ở Mỹ ha các bác. Đó. Đây là tai mic. Đây là bộ mới, tin là không có gì phải review cho các bác là mới đẹp xấu như nào ha. Đây, đầu 835. Design Germany và được sản xuất ở Mỹ ha. Rồi, bộ này giá của nó là 10,5 triệu ha các bác. Mới full box 100%. Thực ra là bộ ấy thì cũng đã 9,5 triệu rồi các bác. Còn bộ full box thế này, đầy đủ phụ kiện thế này, chưa qua sử dụng thì giá chỉ có 10,5 triệu thôi. Nên cơ bản mà nói thì cái bộ này rất là đáng để đồng tiền ha. Bác mua về chỉ thêm 1 triệu nữa thôi, các bác mua một bộ mới 100% thế này thì nghĩ là về mặt lợi của nó thì không có gì phải bàn cãi đối với bộ này ha. Rồi, đảm bảo các bác là tất cả hàng đều là nguyên riêng ha và chuẩn xịn ha các bác. Rồi, các bác đã có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em ha. Em chỉ có bộ duy nhất thế này thôi. 100G3 đầu 835 giá là 10,5 triệu ha. Chỉ có bộ duy nhất thôi. Các bác đã có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Số điện thoại của em là 0973 813 226. Cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.